xin biết xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của thân Việt. Thưa quý vị, hôm nay thứ hai đầu tuần với chập 733. Thanh Việt xin muốn gửi đến quý vị và chia sẻ với quý vị cái lá đơn chấn động cách đây 15 năm của đệ tử thua sư phụ Trần Quạt. Và lá đơn đó đã viết như thế nào? Thành Việt xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ với à, à, tất cả chúng ta. Dĩ nhiên, có những quý vị sẽ cho rằng Sam xí sọ lại lung tung nếu mà có lá đơn tố giác tố cáo thì chắc chắn là cơ quan chính quyền đã xét xử ông rồi chứ tại sao mà giờ này vẫn còn nói lên những cái điều về uh, hát karaoke đi câu ké rồi uh, hiến nhà hiến đất gì đó thưa quý vị dĩ nhiên nó có những câu chuyện mà không có vi phạm về hình sự thì rất khó cho cơ quan điều tra để tiến hành xử lý nó là những câu chuyện nội bộ không mang tính hình sự thì không ai có thể giải quyết được câu chuyện này. Trước khi bắt đầu chương trình, thanh việt xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và mọi điều bình an đến với tất cả quý vị như thông báo cách đây à, ngày hôm qua chứ đã phải cách đây vài ngày ngày hôm qua thì uh, thanh việt sẽ um, có một uh, khoảng thời gian đi xe và thanh việt cũng sẽ cố gắng có những cái chương trình thường xuyên. Tuy nhiên uh, Thông báo đầu tiên gửi đến quý vị đó là cái cái phiên tòa sắp đến của chị hai đó quý vị thì lúc đó tại việc cũng sẽ chỉ bình luận từ xa nha quý vị nhá về cái kết quả của phiên tòa bây giờ mình trở lại cái câu chuyện ngày hôm nay câu chuyện ngày hôm nay đơn này được viết cách đây 14 15 năm và à, liên quan tới cái à, à, tập trăm à, 730 mươi. 730, 731 gì đó. Quý vị có thể trở lại xem. Khi đó Thanh Việt trao đổi với quý vị về một cái khối tài sản khá khủng mà à, Thương Tòa Trân Quang, Thầy Trân Quang đã bị một số Phật tử đóng ngoặc bỏng ngoặc chữ bị à, đòi lại vì họ cho rằng tài sản là của Ba Tánh. Ba Tánh cúng dường đến cho chùa là vì sự hiện diện của tất cả nhà quý vị của tất cả các chư tăng ni trong chùa chứ không phải là vì sự hiện diện duy nhất cả của thầy Trầm Quang cũng như là thầy trong Quang cũng chính là sư phụ của họ thì à, à, cái lần đó đó quý vị cái khối tài sản khá lớn và thầy Trầm Quang cũng đã có những cái lá đơn tố giác tố cáo gửi đến cho cơ quan điều tra và bên này thì à, một số các à, chư tăng ni à, chính xác là 59 người cũng đã viết một cái lá đơn để gửi đến cho cơ quan à, điều tra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu à, Và cái kết quả thì quý vị đã biết rồi, bên cơ quan điều tra đã kết luận rằng không có một cái tính chất hình sự nào trong cái hành vi vi phạm ở đây, mà tất cả nó chỉ là những cái chuyện nội bộ. Nếu muốn xét xử, muốn giải quyết thì khởi kiện ra tòa dân sự. Thì đó là cái kết quả của bên cơ quan điều tra. Và đây, thân việc xin được đọc cho quý vị nghe cái lá đơn tố cáo của 59 uh, chiêu tăng ni uh, mà đã nhận thầy Trong Quang trong quá khứ là sư phụ. Xin mời quý vị. Kính gửi tòa nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi là những tu sĩ Phật giáo hiện đang đăng ký tu tập tại Chùa Phật Quang. Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi tên Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1963, pháp danh Thích Thiện Hòa, à, pháp giới Tỳ Kheo, à, hộ khẩu tại chùa Phật Hưng, à, tổ 4 ấp 1 Xuân Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai. Người thứ hai là Phạm Duy Linh, sinh năm 1975, pháp danh là Thích Bảo Nguyên, à, cư ngụ tại chùa Phật Quang, ấp Chu Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Và người thứ ba là Ngô Quang Phú, sinh năm 1974, pháp danh là Thích Bảo Nhật. Hộ khẩu tại chùa Phật Quang, à, tỉnh à, à, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy, kính thưa quý vị, à, hai người lúc đó đó quý vị là có hộ khẩu tại chùa Phật Quang, còn một người có hộ khẩu tại chùa Phật Hưng. Nhưng cả ba người này đã từng là đệ tử à, của thầy Trân Quang và ba người này là đại diện cho 59 chư tăng ni à, gọi là tách ra khỏi chùa Phật Quang và có tham gia vào một cái vụ mà thầy Trân Quang gọi là cướp tài sản của của thầy những cái vị cướp tài sản của thầy Đó. bây giờ tiếp tục chúng tôi hiện nay đang ở cư trú tại ấp 5 xã Tóc Tiên huyện Tân Thành Bà Rịa Vũng Tàu xin thay mặt cho 59 tu sĩ Tăng Ni hiện đang cư trú tại địa chỉ như trên à, kính tường trình và tố cáo lên quý cơ quan lãnh đạo nhà nước những tội lỗi của Thầy Thích chân Quang trụ trì Chùa Phật Quang như sau. Lý lịch chích ngang, họ và tên Vương Tướng Việt sinh năm 1959. À, đầu tiên chúng tôi xin được trình bày những sự việc diễn ra trong thời gian qua liên quan đến những hành vi phạm tội của thầy à, thầy Quang thầy Quang là người xây dựng lên ngôi chùa Phật Quang từ năm 1992 hiện đang là à, chủ trì tại đây với tài hùng biện và sự thông minh hơn người trong thời gian gần 15 năm thầy Quang đã thuyết giảng hơn 600 bài giảng về nhiều chủ đề được phát hành rộng rãi khắp trong và ngoài nước. Chính những người xuất gia chúng tôi, cùng với nhiều tín đồ Phật tử khắp nơi đều dành cho Thầy lòng kính trọng và xem như là một vị thánh sống của thế kỷ này. À, rồi, nhưng đến lúc này, mọi ánh hào quang của Thầy hoàn toàn sụp đổ khi bản chất dâm dục đôi bại của ông ta bị phơi bày qua hàng loạt những lời tường trình tố cáo của những sư cô bị hại trong chùa Phật Quang, lợi dụng lòng tin về luật nhân quả trong đạo Phật và sự kính tin của tình thầy trò thiên liêng trong đạo. Thầy Quang đã dùng âm mưu nói với cô này từng là vợ của ông hoặc với cô khác là thê thiếp hoàng hậu ái phi của ông trong những kiếp quá khứ, rồi dở trò xâm phạm thân thể chinh tiết của nhiều người. Sau khi dụ dỗ hoặc dùng sức mạnh để cưỡng hiếp xong, thầy Quang liền năng nghĩ, hãy vì uy tín của thầy, vì Phật pháp, vì uy tín của dòng giáo lý Phật quang đang là chỗ nương tựa của nhiều Phật tử, nên các nạn nhân đều im lặng chịu đựng suốt thời gian qua, đã thu phục quần chúng và chiếm lòng tin của nhà nước, thầy Quang đã tuyên truyền mạnh mẽ tinh thần dân tộc yêu nước trong các bài giảng, cũng như trong nhiều bài hát do thầy sáng tác. Ôi, vậy là thầy là nhạc sĩ về Phật giáo luôn. Ui, cha, 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 cha. Đúng là um, tài năng hơn người đúng không quý vị? Việc làm này giúp thầy gặt hái được nhiều thành công rất lớn trong thời gian qua. Kết quả là số tín đồ quy y theo thầy lên đến 30.000 người. Wow! Thành lập được 35 đạo tràng sinh hoạt trải rộng khắp nơi Đồng thời, thầy cũng đã nhận được sự ủng hộ trung thành của rất nhiều người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Thưa quý vị, đây cũng là cái lý, lý do giải thích tại sao mà thầy có một khối tài sản mà thanh việc chia sẻ với quý vị trong tập 731 với cái tựa đề là khối tài sản khủng đã được đòi lại hay tranh giành giữa thầy thầy quan và các đệ tử của mình. Thì thưa quý vị khối tài sản đó như Thanh Việt đã nói Đó là thuộc về ba tánh của Phật tử Thì số Phật tử đó quý vị là 30 000 người à, Một số quý vị có đến cái chùa Phật Quang rồi Thì quý vị đây phải nói là một ngôi chùa khá lớn và sinh hoạt khá đông người Nội mà chư Tăng Ni không đó quý vị Cũng khá đông rồi Cũng không cần Phật tử nữa Đến 200 vị là Đúng không quý vị Và thay đã mở rộng khắp mọi nơi Nhân quý vị khắp mọi nơi Tôi nghĩ là ở đây người ta dùng là thành lập được 35 đạo tràng sinh hoạt trải rộng khắp cả nước. Nói một cách dễ hiểu cho những ai à, không biết gì về Phật giáo đó quý vị. Đại khái người ta nói là thầy đã xây dựng được 35 ngôi chùa khác. Mà sao thân việc kỹ nhất cái số 35 quý cái nhá Số 35 tại sao không thầy không dừng lại số 36 hoặc là dừng lại số 34 chứ dừng lại số 35 thì nó nghe hơi kỳ. À, giống như là 70 chia 2 vậy đó quý vị. À, có lẽ là vì thầy thích cái số 35. À, à thầy thích số 35 à, với những cái chuyện mà bị Phật tử cho rằng, bị đệ tử cho rằng mình có mối quan hệ lăng nhằng với một số sư cô, không lẽ là vậy. Khi có được một lực lượng tín đồ đông đảo như vậy, tham vọng của thầy mới bắt đầu lộ rõ và trở nên một ngày mỗi ngày nguy hiểm. Cuối năm 2007, đầu năm 2008 sau khi không thành công trong việc giành được một vị trí trong giáo hội, Thầy ra lệnh cho chúng tôi chuẩn bị các công việc để tiến đến thành lập giáo hội Phật quan và ly khai khỏi giáo hội Phật giáo Việt Nam. Để phục vụ cho tham vọng này, ông bổ sung sửa đổi thành thanh quy tà của chùa Phật Quang để áp dụng cho tăng ni trong giáo hội mới với những điều lệ theo kiểu những quy định của hội kính như bắt buộc tăng ni phải phát nguyện trung thành một cách tuyệt đối thậm chí là mù quáng theo sư phụ tức là thầy à, thầy quan đó quý bắt buộc tăng ni phải viết nhật trình hàng ngày ghi rõ các việc làm trong ngày như gọi điện thoại cho ai tiếp người nào nói chuyện với ai trong ngày tất cả những ý đồ trên đều được hình thành từ lâu trong tư tưởng của thầy và điều kiện nó đã thực sự phát sinh khi có chữ xuất hiện của một người phụ nữ có tên là Trần Thị Ngọc Chúc. Cô này đã đang là tu sĩ tại chùa Phật Quang, à, pháp danh là Tường Phổ, quê ở tại Bạc Liêu, à, ở bên phường 7 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Người cô ta đến chùa năm 2006 được thầy Trân Quang đặt pháp danh là Tường Phổ. Đến tháng 1 năm 2009, cô ta xuất gia tại chùa Phật Quang với pháp danh là Tường Phổ. Ngay từ khi mới xuất hiện, thầy Trân Quang đã dùng uy quyền trụ trì của mình để che chắn bảo kê cho cô ta tác ai tác quái trong suốt 3 năm qua. Khi mới đến chùa, cô ta tự xưng là cán bộ tình báo cấp cao của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. À, Bộ Quốc phòng à, và được Chủ tịch nước vào thời ấy À, à, đưa sang Trung Quốc để đào tạo và có nhiệm vụ vào chùa Phật Quan để bảo vệ cho thầy Quang Sau đó cô ta kể rằng mình đã từng tham gia rất là nhiều vụ án tình báo quan trọng như là chuyên án tình báo chồng chống tội phạm ma túy à, à, vụ lật đổ à, cái gì cái gì đó. À, sau những chiến công như thế, cô ta được phong hàm thiếu tướng tình báo, đồng thời giữ chức vụ chủ tịch quận ủy trung ương vì xúc động trước những câu chuyện tường phổ kể thầy quang đã sáng tác bài ai biết để tặng cho các chiến sĩ tình báo tình phổ còn dựng rằng hàng đêm có những chiến sĩ lính của tường phổ ẩn nấp trong rừng để âm thầm bảo vệ an toàn cho thầy quang khi họp trước đại chúng thầy từng tiết lộ điều này làm rất nhiều người ngỡ ngàng ôi trời ơi thầy giống như là một vị nguyên thủ quý vị phải phải bảo vệ âm thầm bảo vệ cho thầy trời ơi kiểu này là giống như là à, sống trong à, à, mạng xã hội hay sao vậy quý vị mà cứ tưởng là mình đang bay bổng ở trong một cái à, một cái game nào thế thì 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 chết thiệt quý vị ạ à. khi những đệ tử khi những đệ tử tăng phản đối không tin những câu chuyện của tường phổ dựng lên thì thầy quan tuyên bố thẳng thừng bất cứ ai chấm tường phổ là chống lại sư phụ sẽ bị đuổi ra khỏi chùa. Trong suốt 3 năm, tường phổ đã sử dụng bàn tay độc đoán mê muội của của thầy quan để khống chế và kỷ luật tăng ni trong chùa một cách tùy tiện và hết sức ác độc. Ví dụ như trường hợp của thầy Thích Tánh Minh, tường phổ chỉ có kết tội vô cớ là thầy làm việc cho tình bảo Mỹ. Lập tức thầy Quang lột y tì kheo à, hay đối với trường hợp của uh, sư cô viên như cũng bị tùy tiện kết tội là tình báo hồi giáo bị cách chức trị sự trong chùa bị kỷ luật và phải chịu sự giám sát chặt chẽ như một tù nhân trong suốt một năm qua sau này tường phổ cùng thầy quan dựng lên câu chuyện động trời như cụ phó bản à, uh, sinh sắc và chủ tịch À, Hồ Chí Minh với hai bàn tay trắng mà hoạt động cách mạng được là nhờ hội Tam Hoàng tài trợ. Năm 2002, thầy Quang đã dựng lên một câu chuyện cụ phó bản khi về ẩn nấu tại Cao Lãnh, đã ăn nằm với một bà có tên là họ Mai và sinh ra thân sinh của thầy hiện nay. Qua đó thầy tự nhận mình là cháu nội của cụ phó bạn và là cháu gọi chủ tịch bằng bắt ruột sự thật như thế nào thì chưa ai xác định được. Nhưng trong quần chúng Phật tử khắp cả nước, mặc nhiên xem thầy như là cháu ruột của bác. Thầy cũng đi tham dự nhiều buổi họp mặt, tuyên bố và phát biểu à, những ý định đầy tham vọng chính trị của mình. Khi làn sóng phản đối tăng cao trong nội bộ của chùa, cuối năm, cuối tháng 11 năm 2009 đường phổ và thầy quan đã vu cáo kết tội hầu hết chúng tăng đều đã bị hồi giáo mua chuộc thậm chí thầy đe dọa xóa bỏ hết chúng tăng để xây dựng lại từ đầu à, cái này là bị bệnh ảo tưởng hả quý vị <laughs> bị bệnh ảo tưởng à, tại sao hồi giáo à, ở tận mấy cái nước uh, Iran Iraq Kuwait chỉ đó quý vị mà tại sao hoặc là Indo tại sao sang đến Việt Nam mà lại chọn đến ngay của chùa của thầy Ừ, hay là vì ở nước nước đó nó nhiều sa mạc nó nóng nức, không quý vị à, gần đến uh, chùa của thầy thì đi đến uh, uh, vũng Tàu thì đâu có xa bãi biển vũng Tàu đi tắm biển luôn hả quý vị ừ, cái kiểu này là cái kiểu mà uh, hơi bị tăng động vì những cái uh, chuyện suy nghĩ uh, viễn vong như thế này những sự việc xảy ra đã dồn dập gây sự bức xúc rất lớn trong nội bộ tăng ni của chùa chúng tôi sáng ngày 9 tháng 12 năm 2009, khoảng 20 tu sĩ đại diện cho tăng ni trong chùa đã lên công ty Phật Quang, à công ty Pháp Quang. Thưa quý vị, cứ mỗi lần mà mà Việt việc nghe tới cái công ty trách nhiệm hiểu hữu hạn, à rồi cái tên của chùa Pháp Quang hay là nó có một cái tính gần như là Phật giáo đó quý vị, thì Thanh Việt rất là khó chịu. Không biết quý vị có khó chịu khi nghe một cái tổ chức về hoạt động À, về đạo giáo mà lại gắn vào cái tên cái công ty không quý vị nghe thì nó rất là bực mình đúng không quý vị nha 28 hoàng diệu gặp thầy chân quan gặp tường phổ để đối chất và về tất cả những sự lừa gạt dối trá vu khống từ trước đến nay trong chùa trong cuộc họp này có sự chứng kiến của thượng tọa viên giác trụ trì chùa từ Tông khi bị hỏi về những hành vi dâm dục thầy quan thú nhận rằng do nhiều đời về trước Thầy từng làm vua nên kiếp này nghiệp đào hoa sám hối chưa hết <laughs> nếu đây là sự thật kính thưa quý vị nếu đây là sự thật nhưng quý vị à, trước tiên quý vị đầu tiên là không thể nào khởi tố được nhưng quý vị à, khởi tố mà những cái vụ như thế này đó thì cần phải có người bị nhưng quý vị bị thầy ép à, buộc à, quan hệ họ đứng ra thì mới có thể khởi kiện hình sự được còn nếu không có ai đứng ra mà chỉ kể thôi, nhưng quý vị mà không có ai đứng ra để nói đó thì cái người mà bị 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 hại đó thì rất là khó và câu chuyện cũng là những người lớn với nhau hết rồi cũng là ở trong chùa nên cái này nó thiên về mặt à, giáo hội, nhưng quý vị giáo hội sẽ có một cái chức quyền về những cái này nhưng thưa quý vị cho đến ngày hôm nay thì giáo hội vẫn không có giải quyết những cái câu chuyện này và thầy Quang thì đã lên một cái chức ở, ở, ở cái chân ở trong giáo hội rồi. Rồi à, thầy nói rằng à, kiếp trước là là thầy còn nghiệp đào hoa sám à, hối chưa hết. Ôi trời ơi, cái này quá thú vị luôn quý vị ạ. À? Sau đó thượng tọa viên giác có phát biểu thầy Quang đã nhận được những lỗi lầm và đề nghị giữa thầy Quang nên tạo điều kiện cơ sở vật chất cho đại chúng có thể tiếp tục tu tụ tập. À, thì à, thưa quý vị, cái chuyện mà một quý thầy à, thực hiện cái hành vi à, với một người phụ nữ khác, nha quý vị, là đệ tử là một sư cô hay là một người nữ giới khác thì thưa quý vị, đó là phạm giới và phạm một cái giới nó gọi là tăng tàn. có nghĩa là bị trục phế cái danh uh, hiệu ký hiệu là một uh, một thầy một tăng ni nha quý vị cho là bị đuổi ra khỏi chùa và không nhận từ đây về sau nữa đó là một vị thầy được Đang cho quý vị nha quý vị à thì uh, nhưng mà ở đây thì uh, thầy viên giác uh, nói rằng thôi đã nhận lỗi rồi thì bây giờ thôi ai ai nấy về nhà sống để tạo điều kiện cho 59 chư tăng ni rời khỏi chùa thì nên chia một phần cái tài sản của chùa cho những người này. Trên tinh thần đạo lý tài sản của chùa, đây thưa quý vị, đây là đúng như là cái gì mà thành Việt đã trao đổi với quý vị nhé. À, thì bây giờ đọc có giống không nha quý vị? Trên tinh thần đạo lý tài sản của chùa là tài sản của Tam Bảo do Phật tử đóng góp cúng dường cho đại chúng mới có được. Vì thế nên thầy Quang đã đồng ý, đúng rồi, như thanh Việt đã nói, đồng ý và ký kết À, vào một bản cam kết bàn giao à, khu đất rộng 7 hecta do thầy đứng tên tại xã Tốc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu và một bản cam kết bàn giao một số tài sản tiền lạc để tập thể tăng ni 59 người sử dụng xây dựng cơ sở tu tập mới và phục vụ đời sống trước mắt. Đúng, quý vị, rồi trong văn bản này thầy Quang cam kết trong vòng 15 ngày, à, tính từ ngày 9 tháng 12, thầy sẽ hợp tác để hoàn thành các thủ tục giao đất theo đúng quy định pháp luật à, và chi tiết xem trong văn bản và đĩa ghi âm đúng kèm. ôi các thầy là biết là thầy Quang sẽ chối, nhưng quý vị nên là đã chuẩn bị sẵn, à, đã chuẩn bị sẵn và thưa quý vị thầy Quang đã chối và thầy Quang nói rằng đúng là chữ ký của tớ, tớ ký cái đó ký thiệt nhưng tớ bị những đệ tử phản bội đó ép tớ ký. Đó là những gì mà thầy Quang đã trao đổi với cơ quan điều tra. Tuy nhiên cơ quan điều tra đã không à, xét xử cái vụ này. Nhà quý vị, vì như thân việc đã trao đổi với quý vị, đây chỉ là những vụ tranh giành ở trong nội bộ của một chùa nó dính về tôn giáo và cái này nó thuộc lĩnh vực à, của bên giáo hội. Rồi những ngày hôm sau, thầy Quang tổ chức họp với các Phật tử thông báo thầy đã bị tăng ni ở chùa hành hung, cướp tài sản, cướp chùa và gây lên một làn sóng phẫn uất trong Phật tử cả nước đối với chúng tôi. Đêm đến ngày 16 tháng 12, thầy đã gửi đơn một gửi đơn đến một số cơ quan chính quyền tỉnh Bà Rịa với nội dung vu khống chúng tôi ép buộc đe dọa, đúng rồi, thầy có nói cái điều đó. Ký giấy bàn giao đất đai, tài sản, âm mưu lật đổ thầy, chiếm chùa, chiếm chức chủ trì. Trên thực tế, theo đúng tinh thần ghi trong biên bản ngày 9 tháng 12, chúng tôi đã viết giấy mời gửi đi các cơ quan à, chính quyền giáo hội và gửi cho thầy Quang à lúc này đang ở công ty Pháp Quang thông báo sẽ tổ chức cuộc họp bàn giao cơ sở vật chất tài sản lại cho chùa và ghi nhận sự việc đại chúng rời chùa Pháp Quang. Trước đó một ngày, chúng tôi cũng có mời chính quyền địa phương đại diện giáo hội cùng chứng kiến của công sự chứng kiến của toàn thể tăng ni hai nhân vật đại diện của thầy quan để kiểm kê tài sản có trong két sắt của chùa đây là két sắt nằm trong quỹ của cả chùa thầy quan có rất nhiều tài khoản riêng của thầy nhưng ngày 18 tháng 12 năm 2009 thầy quan không về dự họp bàn giao mà chỉ cử đại diện thay mặt tiếp nhận cơ sở chúng tôi là lập biên bản bàn giao chi tiết có sự ký nhận đầy đủ điều đáng nói ở đây là thầy Quang đã dùng mọi thủ đoạn kích động Phật tử các đạo tràng trực thuộc của chùa Phật Quang trong ngày 18 tháng 12 nên tập trung số đông à, tại khu bò sữa Long Thành Đồng Nai để kéo về chùa uy hiếp gây áp lực với tăng ni chúng tôi may mắn là chính quyền đã kịp thời phát hiện ngăn chặn nên âm mưu này đã không thực hiện được và trong ngày 18 tháng 12, thầy Quang đã tổ chức tự ghi hình và lưu hành trái phép rộng rãi trong Phật tử cả nước một đoạn video có tiêu đề những lời chăn chối nội dung xoay quanh một số ý sau. Thì quý vị nghe thấy nó quá là khủng khiếp đúng không quý vị? Quá là khủng khiếp. Ai đúng ai sai thì đã 15 năm qua. 15 năm qua, thưa quý vị, không một ai bị gì cả. Câu chuyện vẫn là ông nói tôi nói và cũng đã ghi âm, cũng đã ký tên ký giấy nhưng thầy vẫn chối rằng thầy bị người ta ép. Vì ép, thưa quý vị, nên tôi mới ký và bây giờ như thế này thế nào? À, thưa quý vị, đây là những câu chuyện khá là thú vị, đúng không quý vị? À, xảy ra ngay trong một ngôi chùa đáng lẽ phải rất là thanh tịnh trang nghiêm, các thầy sẽ phải dành thời gian để học giáo lý, hiểu được những cái cú kinh và trong Phật giáo để truyền tải cái ý của Phật đến cho hàng Phật tử chúng sanh thay vì đó thì lại tổ chức để vu khống lẫn nhau để tranh giành tài sản đây là một cái sự sự việc thưa quý vị dù thanh việt là Phật tử nhưng rất là đáng buồn nhưng quá là buồn thưa quý vị vậy thì chúng ta hãy tiếp tục xem thử những lời uh, chăng chối mà thầy Quang đã nói gì thầy Quang nói có rất nhiều thế lực chính trị phản động đã âm thầm cài người vào chùa để làm đệ tử xuất gia từ lâu để hại thầy tất cả những hành vi tội lỗi thầy gây ra là do những người này âm thầm chuẩn bị dựng chuyện vu cáo có hệ thống chuyện thầy xâm hại tình dục với đệ tử ni của mình thầy hoàn toàn phủ nhận nhưng thầy cũng có nói rằng trong cuộc đời thầy vẫn có những lỗi lầm nhất định thưa quý vị hiện nay là thanh việt đang đọc lại những cái lời được gọi là um, gì quý vị những lời chăng chối những quý vị uh, mà um, vào tháng 12, ngày 18 tháng 12 năm 2009, thầy Quang đã phát hành khi mà tự ghi hình và sau đó đã phát hành cái VCD này nha quý vị, có cái tự đề là Những Lời Chẳng Chối. Và xoay quanh cái chủ đề này đó quý vị, thì trong cái đoạn, trong cái VCD này thì thầy đã nói rằng không biết vì sao mà có rất là nhiều thế lực chính trị phản động. Và Thanh vị cũng thấy lạ nha quý vị chính trị phản động sao lại đi vào chùa của thầy để làm gì mà như hồi Thanh việc hồi nãy nói rằng à, chắc là vì họ muốn đi tắm biển nên là mới xuống chùa của thầy. À, từ đó mà ra bãi biển thì à, không có à, xe nha quý vị nên là, là 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 chắc là nhân tiện à, chiếm vị trí đó rồi đi thẳng ra cái vũng tàu. À, cách đó cũng không 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 xa lắm đó, rồi tất cả những gì mà âm bị, những cái tin đồn đó là do bọn phản động. Cái này nó giống như chị hai của quý vị ơi. Chị hai mà không thích ai đó quý vị. Chị hai chùm đầu, chụp mũ người ta. À, nha quý vị, à, rồi thầy nói tiếp cái gì? Rồi thầy kết tội tập thể Tăng Ni đã mang đi hết tất cả mọi tiền bạc, tài sản, máy móc, lương thực, thực phẩm. Khiến chùa bây giờ chống chơ. Không còn gì. Thầy vu cáo tập thể Tăng Ni đang âm mưu chiếm đoạt tất cả những tài sản mà thầy đang đứng tên à, thưa quý vị lại một lần nữa nó có cái gì sai sai đúng không quý vị à, à, thầy đó quý vị à, à, đã nói với à, bên của các báo chí vào thời điểm đó mà ngày hôm kia thanh việt có trao đổi với quý vị trong một cái bài báo của tờ Công an Nhân dân họ có viết xin lỗi bị tờ pháp luật Việt Nam chứ không phải Công an Nhân dân là tờ pháp luật Việt Nam họ có đề cập đến cái việc mà à, thầy kêu cứu đó quý vị thì trong đó thầy liệt kê ra à, và qua cái việc liệt kê đó đó quý vị mà những tài sản của thầy đứng tên đó mình mới biết rằng ôi chà thầy đứng tên một khối tài sản khá là khổng đó quý vị đó là đồ của ba tánh đó quý vị ba chục ngàn gọi là à, phật tử ủng hộ cho thầy đó à, và bây giờ đó thầy thầy đứng tên một cái điểm đặc biệt đó quý vị nếu quý vị để ý đó trong cái website hiện tại chùa của thầy. Có nói rằng tất cả quý vị cứ uh, ủng hộ uh, tiền cho thầy. Thì gửi về 11 cái tài khoản này. Và sau đó là tiền vào tài khoản của thầy. Nên thầy sẽ tự quyết định làm hết tất cả mọi việc. Quý vị đừng có ghi vào thế này thế nọ. Phiền. Thầy sẽ là người quyết định. Vì là của thầy rồi. À, đã cúng dường cho thầy. Nên đó, đó là toàn quyền sử dụng của thầy. <laughs> toàn quyền sử dụng của thầy. À rồi, sao nữa quý vị, thầy kêu gọi tất cả Phật tử hãy tin tưởng ở thầy, không để mắc bẫy những âm mưu phá thầy. À thưa quý vị, thưa quý vị đã thấy rõ cả năm 2009 thầy đã có cái đoạn VCD như vậy. Hơn thế nữa thầy công bố với các Phật tử ở mọi nơi rằng đệ tử của thầy đã nhận tiền của giáo hội 16 tỷ để lật đổ thầy. Vì sự vu khống trắng trợn này mà chúng tôi liên tục bị những cuộc điện thoại nhắn tin khủng bố, xúc phạm, à, chửi rủa, đe dọa tính mạng và tài sản. Và sự việc đang à, diễn ra à, ngày một à, à trầm trọng hơn, nặng nề hơn. Đặc biệt là dịp lễ à, Phật thành đạo à, 6-7 tháng 8 à, xin lỗi vị ngày 6 ngày 7 ngày 8 tháng chạp sắp tới sẽ có sự tham dự khoảng 10.000 Phật tử khắp nơi số lượng hàng năm ở mỗi buổi lễ như vậy cũng là dịp lễ đại lễ mà thầy Quang đang truyền đi trong Phật tử một bản tin với nội dung như sau bọn chúng lên bốn kế hoạch xử lý thầy một là tìm cách điều khiển thầy theo ý kiến của chúng không yêu nước không bảo vệ Phật giáo nữa sau nhiều lần À, đem tiền gái chức vụ dụ dỗ thầy không được, à, chúng chuyển qua kế hoạch hai, chúng sẽ bất ngờ áp đảo ép thầy vào cọc khóa cửa lại rồi tuyên bố thầy nhập thất không cho gặp ai. Bên ngoài chúng à, là lái giáo lý phật quan theo hướng khác. May mắn thầy bị đánh thuốc độc nên về thành phố nằm nghỉ. Chúng chuyển sang kế hoạch ba là chiết hạ uy tín thầy bằng chuyện À, sắc dục vì tâm lý quần chúng à, rất ghét tu sĩ ham mê sắc dục nếu phật tử vẫn tin thầy thì chúng chuyển sang kế hoạch 4 là cho thầy đi sang bên kia thế giới <laughs> à, quý vị khá thú vị đúng không quý vị à, thưa quý vị là vào thời điểm năm 2009 năm 2010 nếu mà nhắc lại câu chuyện này đó quý vị những quý vị nào ở khu vực bà rịa vũng tàu À, và biết chùa Phật Quang đều biết được danh tiếng à, một thời rất là đình đám của thầy thầy Quang nha quý vị và có rất là nhiều những câu chuyện đã được truyền nhau đúng sai bao nhiêu phần trăm thì cho đến ngày hôm nay không ai biết hết và thầy Quang cũng không kiện được ai cả như vậy chúng ta hiểu rõ một câu chuyện đó quý vị là nếu Câu chuyện được truyền tay nhau 10 phần. À, theo ông bà ta để lại cái câu rằng không có lửa tại sao có khói thì sự thật trong 10 phần được nói ra đó quý vị, ít nhất nhưng quý vị ít nhất là 4 phần là sự thật. Thành việc lấy một cái con số gọi là nhẹ nhàng đi, nhưng quý vị là 4 phần. 4 phần trong 10 phần được kể là sự thật. Thưa quý vị, nửa phần đã là phạm giới quý vị nửa phần đã là phạm giới. Đúng chi là 4 đến 5 phần. Để bảo vệ những giá trị cao đẹp trong sáng của đạo pháp, bảo vệ lòng tin của hàng trăm ngàn Phật tử cả nước, bảo vệ sự an toàn cho đời sống tu tập của chính chúng tôi. Chúng tôi là những 59 đệ tử của thầy đó quý vị. À, mà bây giờ vào thời điểm đó họ đã tách rời khỏi à, cái chùa của thầy và lập một cái chùa khác. Chúng tôi xin khiếu tố, à, chúng tôi xin khiếu tố cáo thầy Quang tên thiệt là Việt với những điểm sau đây. À, Tấn Việt trong quý vị cho phải thanh Việt. À, một, thầy Quang đã có hành động vu khống tăng ni chúng tôi trước Phật tử cả nước rằng chúng tôi là tình báo của những tổ chức phản động vu khống chúng tôi cướp tài sản cướp chùa cướp địa vị chủ trì của chùa Phật Quang thứ hai thầy quang đã có hành động xàm à, xâm phạm tình dục một cách có hệ thống với mức độ nguy hiểm đối với nhiều tu sĩ nữ tại chùa thứ ba thầy có quan điểm chính trị mang chiều hướng chống lại đường lối của đảng nhà nước như có biểu hiện tham gia hội tam hoàng xuyên tạc nói xấu cán bộ lãnh đạo nhà nước dựng chuyện tự nhận mình là cháu của chủ tịch hồ chí minh Ngoài ra chúng tôi xin kiến nghị một số điểm. Đề nghị thầy quan dừng lại tất cả những hành động kích động Phật tử gây áp lực nguy hiểm đến đời sống tu hành của chúng tôi. Dừng lại hoàn toàn những việc nuôi dạy đệ tử nữ và cư sĩ nữ trong chùa Phật Quang vì đây là mối nguy hiểm bị xâm phạm tiết hạnh đối với họ. Thứ ba, thầy phải có trách nhiệm hợp tác hoàn tất thủ tục chuyển giao quyền sử dụng khu đất ấp năm xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu cho chúng tôi để xây dựng cơ sở tu tập mới như đã cam kết. Ngoài ra chúng tôi không có ý định tranh chấp bất cứ tài sản bất động sản nào thầy đang chủ sở hữu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị có thể lên tới cả trăm tỷ đồng. Trên đây là những lời là những nội dung tố cáo và một số kiến nghị mà tập thể tăng ni chùa Phật Quang chúng tôi và Thánh Việt xin được mở hoạt đóng mươi 59 vị vào thời điểm đó Chúng tôi cam kết tất cả mọi điều đã trình bày ở trên đây là hoàn toàn trung thực đúng với sự thật Nếu có gì nguy tạo chúng tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm Kính mong quý bộ, quý cơ quan, lãnh đạo nhà nước sẽ sớm xem xét điều tra xử lý mọi việc theo pháp luật Chúng tôi trân trọng cảm ơn Tóc Tiên ngày 8 tháng 1 năm 2010 Đại diện tập thể Tăng Ni gồm Đại Đức Thiện Hòa, Đại Đức Bảo Nguyên và Đại Đức Bảo Nhật. Thưa quý vị, vừa rồi là Thanh Việt vừa chia sẻ cho quý vị một cái đơn tố giác tố cáo khá dài của được viết bởi ba vị Đại Đức đại diện cho tổng cộng là 59 vị Chư Tăng Ni đã từng là đệ tử của Thầy Quang được viết vào năm 2010. Mà quý vị cũng biết câu chuyện được nổi lên từ cái việc mà theo những vị đệ tử này, sư phụ của họ đã có những cái hành vi xâm phạm à, đệ tử nữ. Nhà quý vị, à, tức là những nữ tu sĩ tại chùa Phật Quang. Đó là theo những vị này nói. Thứ hai, nổi cộm lên nhất đó là việc 59 vị này rời khỏi cái chùa Phật Quang và vì rời khỏi chùa phật quang nên họ đã có buổi làm việc với bên à, thầy quang à, nhóm quý vị thầy quang và thầy này đã đồng ý ký xuống là mình đã từng phạm giới và đồng ý để à, giao một số tài sản cho những quý vị này xây dựng một ngôi chùa khác ở vùng tóc tiên à, tức là cũng thuộc bà rịa vũng tàu Tuy nhiên, sau đó thì như quý vị đã biết, thầy đã đi làm đơn cầu cứu vì đệ tử đã phản bội và cướp tài sản của mình. À, cơ quan điều tra cũng đã nhận được cái lá đơn này mười mấy năm trước, nhân quý vị, của cả hai bên luôn. Và như quý vị đã biết, câu kết luận cuối cùng là đây không phải là vụ án hình sự, nhân quý vị, cướp tài sản, mà là vụ tranh chấp tài sản nội bộ trong cái khuôn viên ngôi chùa. Nó thuộc nhiều về Phật giáo hơn Và đây là trách nhiệm của giáo hội Như quý vị đã biết Câu chuyện đã trôi qua được mười mấy năm Thầy vẫn trụ trì Và bây giờ càng lúc có những cái phát ngôn Liên quan đến cái vấn đề về quả báo Đúng quý vị, quả báo à, Mà Thanh Việt đã có thư chuyện với quý vị Nói tóm lại Thầy tập trung vào những cái việc Mà người Phật tử hay làm nha yeah. rồi thầy lồng vào câu chuyện quả báo à, nghiệp nhân quả ở đời sau để làm gì thầy tạo dựng lên những cái câu chuyện những cái kiếp nạn về những cái việc mình đang làm ở đời này kiếp này và làm cho phật tử rất là sợ sau khi đã hù xong đầy đủ rồi thì quý vị biết thầy bắt đầu lồng vào phương pháp giải những cái mối à, gọi là nghiệp này bằng cách cúng dường. Cúng dường. Cúng dường cho thầy cúng dường một chỉ vàng, một cây vàng, cúng dường một ngôi nhà, một khu đất. Cúng dường thế nào cũng được. Nhà quý vị, miễn sao có cúng dường. Và từ cái việc cúng dường đó, à, thì thầy làm cái gì quý vị? Thầy sẽ tụ kinh, thầy sẽ giỏi oan gia trái chủ để cho kiếp nạn mà vì những cái hành động của quý vị đang tạo ra ở đời này sẽ không chuyển À, phải trả giá ở đời sau. Đó là quý vị thấy có một cái hệ thống, nha quý vị. Và trong cái lá đơn này, những vị đệ tử của thầy Quang cũng đã nói nhiều là thầy Quang có một cái um, à, việc mà thầy hay làm khi giảng pháp, đó quý vị, đó là nói nhiều về nhân quả, Kinh nghiệp báo. Và hiện nay thầy vẫn lập lại những câu chuyện đó. Đó là những câu chuyện rất là tai hại, những quý vị rất là tai hại. Phật giáo không bao giờ đi hù. vị, Phật giáo không bao giờ đi hù. Phật hướng dẫn cho người Phật tử sống tốt, sống tốt. Phật không có khả năng biến đổi kiếp nạn, đưa người này từ cõi này sang cõi nọ, đưa người này đáng lẽ là phải ở kiếp châu bò, Sang thành kiếp người hay là về trở thành à, như giống như là à, phục vụ à, ở bên bên phật nhưng quý vị không có chuyện đó không có chuyện đó mọi người cái nhân cái quả đều do mình tạo dựng lên ở đời này ở kiếp này và nhiều đời kiếp trước vì vậy thầy cũng chưa chắc gì giải được cho chính thầy đúng không quý vị nên trong đạo phật à mình phải hiểu rõ cái vấn đề đó để mình không nên sợ vì đạo phật thầy quyết định thầy bảo vệ cho bằng được đạo phật là một tôn giáo tuy nhiên chính thức ra đó quý vị và được cả thế giới công nhận đạo phật là một triết lý trong cuộc sống phật đã dạy chúng ta về cách sống sống làm sao để trở thành một con người cơ tốt. Và những cái điều đó người ta gọi là giới luật dành cho Phật tử tù tại gia. Thân Việt xin tạm dừng câu chuyện ở đây và xin hẹn lại quý vị trong chương trình sau. Thật là quá sợ đúng không quý vị? I love you